nó hùng vĩ, nó hùng vĩ, nó hùng vĩ. Trời ơi, nó hùng vĩ, nó hùng vĩ, nó hùng vĩ, nó hùng vĩ. Trời ơi, nó hùng vĩ, hùng vĩ, hùng vĩ, giống như thằng Lương Triều Vĩ. Chúng ta đang chạy trên con đường mà hai bên đều là vách núi dựng đứng. Ánh sáng phải khổ sở lắm mới chiếu vào được. Nhưng đường lại rất mượt, nên xe tôi cứ bon bon một cách êm ái tựa vuốt ve. Là một sự kết hợp tuyệt vời. Đẹp thiệt đó chứ. Đẹp. Me like it. Oh, I love Colorado. I love Black Hawk. Chưa đầy 10 phút sau thì chúng tôi đã tới. Khi tìm hiểu sâu hơn về chỗ này thì tôi mới biết đây lại là một ngôi làng nằm trong sơn cốc. Nhà cửa chồng chéo lên nhau đẹp chưa kìa. Ngày xưa nơi đây nhiều vàng lắm. Mỏ vàng khắp nơi. Giống như miền Tây hoang vu. Chỗ này cũng từng một thời thu hút nhiều đàn ông khỏe mạnh tới đây để mong đổi đời. Tuy bây giờ vàng đã hết, nhưng người ta vẫn còn sống trong này. Tuy dân số rất khiêm tốn, nhưng sơn cốc này nổi tiếng là khu ăn chơi số 1 của tiểu bang Colorado. Hiện trong này đang có khoảng 20 cái casino. Đúng là một Las Vegas mini. Lý do tôi gọi là mini vì các cái casino đồ sộ cũng nhiều. Nhưng đa số là các casino nhỏ nhỏ, giống như các cái tiệm tạp hóa vậy á, nằm sát vách với nhau luôn. Đường xá thì vắng vẻ, mà casino thì lại sang sát. Thật sự tôi không hiểu họ kiếm tiền bằng cách nào. Công nhận ở nơi đây đẹp quá. Hai vợ chồng tôi quyết định sẽ nán lại ở đây một đêm. Và chúng tôi sẽ mướn phòng tại cái casino mà có buffet luôn. Và đó là casino Monarch. Monarch là tên của một loài bướm bướm. Tên lạ thật. Chủ của casino này gốc Iran. Từ Las Vegas qua đây đầu tư đó. Anh ta luôn tự hào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hèn gì anh ta mở casino để giúp nhiều người trắng tay. Và trong đó chắc chắn có nhiều đồng hương mình lắm. Lý do thì từ từ các bạn sẽ biết. Nhìn ở ngoài thì giống như là một cái thị trấn yên bình, nhưng mà không ngờ nhiều dân chơi thế này. Xe quá trời xe. Đi vô, đi vô, đi vô, đi vô, valet, valet rồi. Lát có người đem hành lý lên phòng cho mình luôn. Vô check in này. Casino này nó rộng lớn và hiện đại không thua bất cứ nơi nào. Chẳng thiếu một môn cờ bạc gì. Dân chơi đông nghẹt. Nhân viên khách sạn cho tôi biết 90% dân chơi vào đây cờ bạc là dân của thành phố Denver. Chạy xe có một tiếng là tới à. Hèn gì Black Hawk vẫn sống khỏe dù nằm tuốt ở trong sân cốc sâu thẳm này. Một điều kỳ lạ về Monarch là nó có luôn tầng 13. Tôi chưa thấy bao giờ. Vì ai cũng biết rồi, người Mỹ kỹ số 13 lắm, nên khách sạn không bao giờ có tầng 13 và chẳng bao giờ có phòng số 13. Đúng là chủ Iran mới vậy đó. Wow, phòng đẹp dễ sợ luôn á. Để coi. Có thua gì Las Vegas đâu trời. Ở cái chỗ mà hẻo lánh như thế này, có thua gì Las Vegas đâu. Rụng chưa? Bướm bướm không? Mami này, tha hồ mà ngắm mami ơi. Đẹp quá này. Cái view này, cái đường ở dưới kìa. Mình ở lầu 10. Bên kia là cái casino đối diện kìa. Rồi rồi, cởi giày ra đó, hai chị em vô khách sạn cởi giày ra lịch sự lắm, giống như đi nhà người ta vậy đó. Đẹp quá, phòng đẹp quá. Thơm tho sạch sẽ, đếm nhiêu vợ yêu? 200 hả? Rồi, lên đồ, đi ăn buffet, ăn bù cho những ngày vừa qua. Bà này điệu, bắt mẹ mình phải chụp hình, bắt mẹ mình phải chụp hình, phải gửi cho thiên hàng coi.
cây Noel khắp nơi. Hy vọng đồ ăn nó ngon nữa mà thôi. Ôi trời trời, cái line này người ta sắp hàng gần 4-5 cây số. Buffet đẹp và có nhiều bàn lắm, nhưng giá cả hơi chát à nha. Tối nay họ có phục vụ đuôi tôm hầm và cua tuyết. Bợ lúc. Nhưng tôi không ngờ, tuy là buffet nhưng cua tuyết và tôm hùm muốn ăn thì phải dùng phiếu, mà mỗi người chỉ có được 2 phiếu, một cái đuôi tôm hùm và một dĩa cua thôi. Vô bàn ở đây, vô bàn ở đây, vô bàn ở đây. Cho nên mới nói là không có buffet nào mà ngon bằng ở Mississippi với Louisiana hết nha. Một người lớn ở đây gần 60 đô mà chỉ được một cái đuôi tôm hùm và một dĩa cua tuyết thôi. Ở bên Mississippi đó mình trả, hay là mình chơi chút xíu nó cho mình ăn miễn phí, hoặc là mình trả 28-30 mấy đồng là mình ăn thả ga đủ các loại cua, 3-4 loại cua với tôm hùm nữa. Cho nên nói, càng đi xa mới càng quý Louisiana và Mississippi. Đồng hương của mình ở đây cũng lai rai lắm. Nãy giờ tôi đi tôi nghe tiếng Việt Nam mình ý ới giọng miền Tây không à. Hình như dân miền Tây ở đây nhiều á. Tại vì ở Việt Nam đã ở miền Tây rồi đúng không? Cái vùng sông nước rồi, lên đây qua tới Mỹ thì phải kiếm núi mà đi chứ. Bằng chứng hùng hồn cho cái việc đồng hương tới lui thường xuyên này, họ dành riêng một cái quầy bề thế cho phở. Mùi phở ngát hương, rau, hành, giá thì nhìn tươi ngon. Các món khác cũng rất bắt mắt. Nói chung, buffet này chắc là số 1 của Black Hawk rồi đó. Nói thèm seafood nhưng vào đây nhìn cái hàng buffet đẹp quá. Thử món này đó nè. Cơm, thịt bò, cánh gà, nấm, nhiều rau. Quan trọng là một trái ớt mẻ. Ăn cái đã. Rồi sau đó mình mới thanh toán phở và seafood. Vợ tôi biết điều này, đem theo cho tôi nè. Wow, tuy buffet ở đây nó đắt mà nó ngon nha. Wow, thấy thích ạ. Vợ tôi ăn cua tuyết cứ tấm tắc khen là tươi ngon. Thiếu nữ cũng ăn và gương mặt buôn lậu lại phơi bày. Hai mẹ con chê lobster, tôi chở luôn. Tôi còn một dĩa cua với là một cái đuôi lobster nữa. Mình còn 2 cái phiếu mà. Chơi cái lobster này, đồng hương ngồi xuống lưng. Ủa, nên nói chuyện ấy chàng ơi, thiệt tình là nghe tôi biết là dân miền Tây rồi, Bạc Liêu hay là Cà Mau ở đời dân mà đầm dơi gì đó, tôi nghĩ vậy á. Rồi vô nè. Lấy về, hàng về. Phở đồng hương nhiều quá, đứng xếp hàng mười mấy người luôn. Đấy, vợ tôi bợ xong dĩa cua của nàng rồi, mà tôi đã bợ cái đuôi tôm hùm. Bây giờ mình chia sẻ lại chút xíu tình yêu đi. Đuôi tôm hùm vẫn là của tôi, một phần là của tôi. Còn cái này là cho vợ yêu này. Không thèm à? Nàng chê. Các bạn biết cái gì đằng sau chê không? Có nghĩa là may hả bưởi. Wow, cua tươi, bẻ một cái, kéo cái ra liền, có nghĩa là cua tươi. Lại nè. Cua tươi. Á trời, chứ gì trắng miệng rồi à. Đây, chả bún gòn cái này, coi chưa, kem. Trời ơi, mới ăn có 2 miếng cua mà nó ăn nhiều kiểu thế này rồi. Mà thằng này ăn cũng tan hoang với cơm này, pizza cũng cắt được vài miếng. Ăn đi con. Kem, thấy kem là sáng mắt à. Kem là sáng mắt nè. Wow. Còn cái đuôi tôm hùm này, chưa kịp ăn nữa. Biệt thự làm tôi bất ngờ. Tô phở, nhìn có hấp dẫn chưa? Đâu có thua gì nhà hàng đồng hương đâu. Casino ở giữa núi rừng mà lại có phở để chiều người Việt Nam mình làm mới biết được là chèn ơi, đồng hương nhiều lắm á chèn ơi. Thôi, tranh thủ ăn cho hết cái này mà còn ăn phở đó chứ. Làm đúng bài này. Ê, tôm hùm cũng là tôm hùm tươi nha. Thịt ngọt, chắc, thơm. Mặc dù nó cho một cái hơi ấm ức chút xíu, nhưng mà thôi, nhập gia tùy tộc thôi. Vô nè. Đây, phở đây. Nếu các bạn đang thắc mắc là người nào đang cầm camera để quay cho tôi ăn. Vâng, tới các bạn, thiếu nữ thì queen thì queen. Đây thì qua nè, review thử qua phở ở giữa núi rừng, để mà dụ chàng ơi tới đó, có ngon hay không? Tớ bạc tô phở núi rừng Colorado Black Hawk. Hấp thử miếng nước ra tin này. Rồi miếng nước nha.
được á, được á, hơi ngọt, mà cái ngọt này không phải là ngọt từ thịt từ xương mà tôi nghĩ cái ngọt này là từ đường quá. Nhưng mà ăn cũng được, ăn cũng được. Để chưa thì Quyến ngon quá, để tôi giới thiệu cái này đó nha. Thỏa cái thèm seafood của tôi, bây giờ thỏa thèm cái tô phở nhẹ nhẹ nữa chứ. Bây giờ người ta xếp hàng đông lắm, hàng còn dài hơn lúc nãy kìa, cho nên mình tranh thủ mình ăn cho người ta vô, người ta ăn đứng chờ lâu, mình đứng chờ rồi mình mới biết cái nỗi khổ người ta đứng chờ. Ngon Quyến.